Xin kính chào quý vị. Hãy comment đang có mặt ở đường Monterey, thành phố San Jose, về phía nam của thành phố. Và đường này nó chạy song song với đường sắt. Bên phải quý vị là cũng chạy xuyên bang từ đây về tới Los Angeles, LA tới biên giới Mexico quý vị. Và bây giờ là cảnh hoàng hôn đang buông xuống ở thành phố San Jose. Chạy một vòng cho quý vị xem cảnh chiều tà của San Jose chiều thứ tư ngày 13 tây tháng 10. Xin lỗi, bữa nay ngày 14 quý vị, ở Mỹ á, 2020. Vận tốc bây giờ là 40 mai một giờ vậy. Cho vị ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống bầu trời San Jose như thế nào ha. Đó, bây giờ mình ra ngoại ô San Jose vậy. Bên phải là mình thấy những cái farm, trang trại người ta trồng rau củ đó. Và hiện nay trời vào thu nên mình nhìn thấy cây cối bắt đầu vàng úa nè. Bên phải là nhà của những người nông dân, người ta sống bằng nghề trồng trọt cái gì với chăn nuôi đó. Bên phải đây thấy là trồng bắp cải nè. Rồi thấy cây cherry. Và xa xa là những ngọn đồi thấp cao khoảng 200-300 mét. Bên trái là cái khu vực dành cho những cái xe du lịch cắm trại vậy. Là cái xe đó có phòng ngủ, nấu ăn, tắm rửa trên đó luôn. Rồi đến mỗi thành phố ở Mỹ có một cái trạm để cho neo đậu nghỉ ngơi, là dành cho những ai thích đi phượt vòng quanh nước Mỹ gì, họ đi cái xe đó đó. Ok, một vòng ngoại ô San Jose quý vị thấy được nông thôn Hoa Kỳ. Thank you, hẹn gặp lại quý vị clip tiếp theo. Goodbye.